chắc âm của Queen C, nhưng mà bass của Rebel thì nó mềm, nó sâu. Còn bass của Queen C thì nó chắc. Nên là những con Rebel giá thành nó luôn cao hơn Queen C. Vâng, và sau đây trước mắt các bác em đã mở những cái nắp ra là con bao Rebel MBX300, em cặp bên ba em hoa hậu luôn nha. Những con này thì như hàng tồn kho nhưng các bác rất là mới nha. Hàng có cái tem nguyên mới tinh. Giá thì rất là tầm tiền, em này chạy 16 sò. Rất là khỏe, các bác chơi những cặp full 30 của Rebel hoặc là những hàng danh tiếng khác. Những cặp full 30 hoặc là chơi 2 full 25 nha các bác, rất là khỏe nha. Mà đặc biệt mà các bác chơi những lô boss thì chơi hai cặp boss thì tuyệt vời luôn. 10.500.000 em bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Máy rất đẹp nha. MBX300. Thì năm trước em có về và giới thiệu các bác rất là nhiều và phân phối cho anh em chơi và vừa nghi vừa hát. Đặc trưng những dòng bao Rebel này thì nó tiếng rất là khỏe. Nó không khác gì chất âm của Queen C, nhưng mà bass của Rebel thì nó mềm, nó sâu. Còn bass của Queen C thì nó chắc. Nên là những con Rebel giá thành nó luôn cao hơn Queen C. Dù rằng thì chất âm và cấu hình nó khá giống nhau. Đây là bên trong của Rebel MX300, đây là tăng phô. Nó họ bôi một cái lớp keo mèo vàng lên nha các bác. Cái tăng phô này cũng có bôi keo đó nha các bác. Đặc trưng của dòng mà những con tăng phô Mỹ là vậy. 4 tọa lọc nguồn, 16 sò mới keo. Và những con này đều đường sử dụng điện châu Âu 220-254. Nên rất là tiện cho các bác mình sử dụng nha. Rất là mới nha các bác. Điện 220-204, cực kỳ tiện lợi. Phía sau của nó thì đây, đường tín hiệu vào là 6 ly và 35. Chơi hai cặp loa boss, hai cặp BMB bass 25, hai cặp full 25 vân vân, hay là chơi một cặp BMB bass 30. Về được ba em nào cũng là sự kiện hoa hậu hết. Bác nào mà đang cần một con bao danh tiếng và là đẳng cấp ở logo Rebel thì có thể trưng bày và để trong phòng khách và ghép một con vang vào, các bác có thể vừa nghi vừa hát vừa trưng bày trong phòng khách. Với đồ đẹp của nó là tiếng chọn hết mức có thể nha các bác. À, rất đẹp này các bác, có thấy mặt con này như hàng tồn kho nha, đẹp long lanh nha các bác. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.